Xin chào mọi người đã quay trở lại với H2B Entertainment Official. Hôm nay là ngày cách ly toàn quốc thứ tư. Phúc vẫn đang ở nhà, ông bà ngoại chút xuống. Hôm nay qua tháng thứ tư ở trong nhà, không đi đâu. Bây giờ nói cái gì ở ngoài đường, không hề biết cái gì ngoài đường. Nói gì trên YouTube biết, mỗi ngày đều coi YouTube, nhưng mà ra ngoài đường là không biết gì ngoài đường. Tân Ni con muốn nói gì, con chào các ông bà các cô chú đi. Ni mặc áo của ai đó? Bố. Mặc áo của bố và đang chê chào nhà. Tí nữa bố quay cho Chip cái kênh YouTube của Chip nha. Cậu này bố đang quay kênh của bố. Con chào ông bà, các cô chú, các bác đi. Kênh của Chip là phải quay cái nhà rộng rãi. Đúng rồi, bây giờ con chào các ông bà, các chú, các bác đây nè. Chào ông bà, các chú, các bác. Ai là người làm tóc cho Ni đó? Dạ bố. Mimi bố cái nào? Chưa cho bố Mi cái nào? Lớp dụng. À, Chip ha, Chip. Đây kênh của bố mà. Chip chào các ông bà, các cô chú, các bác. Chào các ông bà, các cô chú, các bác. Đang theo dõi kênh của bố Phúc là H2P Entertainment Official. Official. Sao răng bố trắng, răng Chip vậy ta? Răng bố là răng trắng tự nhiên. Không có đâu mọi người. Răng bố Phúc là đang là bọc sứ đó mọi người. Là răng sứ, răng giả đó mọi người. Nó mới trắng như vậy. Răng thiệt không? Răng thiệt nha răng. Wow, đẹp. Răng thiệt rồi mọi người. Rất tươi. Không có đâu mọi người, cái này răng giả đó mọi người, cứ tin nha mọi người. Cái này răng chip. Giả. Nhưng mà sao răng giả lại trắng hơn răng thiệt chứ? Kỳ vậy. Răng thiệt phải trắng hơn chứ sao răng giả trắng hơn răng thiệt? Thì tại răng giả là nó phải hơi vàng vàng một chút. Không, răng thiệt mới vàng vàng chứ. Không. Răng giả nè. Răng giả là màu trắng. Răng thiệt là phải hơi vàng vàng một chút. Mà mới là thiệt hả? Nhìn người ta nhìn vô nhe răng ra là biết là răng giả rồi. Tại vì 40 năm đấy, ra bố đã sinh ra được 40 năm rồi chứ gì. Đây là 40 độ bánh chưng luôn nè, mà răng vẫn trắng như vậy. Tức là rất là giả. Có răng thiệt, mọi người có răng thiệt đẹp cái nè. Wow, 10 độ bánh chưng thôi cho mọi người mà đã như thế này rồi. Thì hốt chi là 40 độ bánh chưng mà như thế này. Thôi đi ra cho bố tâm sự khán giả bố đi. Tình hình ở nhà với hai bạn Ni với bạn Chip nữa. Thì cũng tiếp tục coi YouTube đồ này kia rồi mọi người ăn uống. Coi nhiều khi hôm nay là Phúc Quý học được rất nhiều món ăn của các YouTuber các nơi nấu. Ở bên nước ngoài thì có bà Tám Cam Thơ, Thắng Trương, Bầu Trời Cali nè, của cái anh này, anh Tuấn vậy nè, cũng vui nè. Còn Việt Nam thì thôi coi hết, rất là nhiều. Việt Nam quá trời kinh, kênh nào cũng coi hết á. Các bạn Việt Nam làm phong phú hơn tại vì có nhiều cái đề tài nội dung á, còn bên nước ngoài thì bị hạn chế. Ở nhà máy lạnh cho cái môi cũng là nó khô queo. Nãy nhắc tới răng á, Chip nói thì Phúc cũng được một cái nơi tài trợ răng á, nhưng mà đang bị gắn cái răng tạm á. Bây giờ hơi dịch rồi, giờ phải chờ qua mùa dịch mới đi gắn vĩnh viễn cái răng lên. Với Phúc á, Phúc làm, Múc với Phúc chia sẻ về cái chuyện làm răng sứ thì ăn uống nó tốt hơn. Uống cà phê sao nó không có bị đen răng đó, rồi ăn uống nó ngon lành hơn. Lúc đầu thì hơi ê, nhưng sau đó thì nó quen. Sau một tháng nó sẽ quen, hiểu không? Sau một tháng làm răng đi thì nó sẽ quen hơn, thì sẽ good hơn. Cho nên là mọi người cứ để sau dịch thì mọi người sẽ đi làm răng. Phúc sẽ giới thiệu cho mọi người cái chỗ địa chỉ làm răng rất là đẹp, sẽ livestream, sẽ chia sẻ. Nhưng mà bây giờ là không có dịch, không có đi làm được, cho nên là đầu hói nữa, tóc bạc nè, có cọng bạc nè mọi người nè. Wow, 40 tuổi là đã già rồi. Bấm cái nồi bánh chưng giống Chip xuống nói sau dịch là sẽ có nhiều cái kế hoạch để làm, rồi thôi để sau. Giờ mình hy vọng sau ngày 15 tháng 4 thì sau ngày cách ly toàn quốc đi, ổn định, không bùng phát, không gì nữa, bắt đầu mình tính toán nhiều thứ rồi
cho thêm tháng nữa đó, có vaccine cái chữa chỉ là ngon lành rồi thôi. Coi như tháng 6 là bắt đầu chúng ta sẽ làm việc, chúng ta không nghỉ hè mà chúng ta sẽ làm việc cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 6. Bây giờ là vẫn phải ở nhà để mà chuẩn bị thành một con heo quay, ăn ngủ, hồi nãy dậy lúc 10 giờ, sáng nay là bà ngoại chiếc xuống nấu xôi với lạp xưởng. Lạp xưởng là lạp xưởng xông khói là bà nội chiếc xuống đến Mỹ gửi về đó, ăn với xôi. Là một ly cà phê sữa nóng. Rồi bây giờ chờ ăn trưa nè, ăn trưa xong cái lên ngủ. Ngủ xong cái ăn chiều cái tắm rửa xong lên ngủ. Ăn tối, tối ngủ rồi xong. À, cái lịch của Phúc là bây giờ là ăn ngủ, ăn ngủ, ăn ngủ. Đi ra vườn. Đi ra vườn coi cây bưởi với cây khế. Rồi ngủ, rồi ăn ngủ đó, vậy đó. Thì sao Tết sẽ mập thành một con heo. Có thể quay lên đem bán lấy tiền. Mọi người cũng vậy nha, cố gắng lên đừng có buồn. Nói chung là mình suy nghĩ tích cực đi. Đã có những cái ca chữa bệnh khỏi rồi, những cái ca Việt Nam khỏi bệnh, và Việt Nam mình chưa có ca nào tử vong hết. Còn cái chuyện lây thì bây giờ mình cái này nó dính nước bọt, nó phải lây thôi. Những người nào mà chưa bùng phát gì phát thì cho trong ly, cách ly trong nhà thì nó sẽ lây người này người kia, nhưng mà cũng sẽ được Việt Nam mình chữa trị khỏi. Ở nước ngoài cũng vậy, có những nơi mà cũng sẽ chữa trị khỏi, yên tâm đi. Còn ca chết thì không tránh khỏi, tại vì những cái bệnh khác nó cũng chết mà mọi người. Huống hồ vì con virus này nó quá mạnh. Vì những cái thông tin tiêu cực đừng đọc, lướt qua, đừng coi. Thấy cái tin gì nó ấy đừng coi vô, đừng comment, đừng có này cái hợp là giờ. Nói chung cái mùa là đừng có khẩu nghiệp á, mà nói vậy, đừng có kệ nó. Tích cực đi, xong rồi sau đó sẽ qua thì mình sẽ ok. Ai mà hơn mình ha, à, hạnh phúc thì mình chúc phúc cho họ, may mắn. Ai mà giống như mình hoặc tệ hơn thì mình thôi chia sẻ và cùng nhau vượt qua dịch. Chứ giờ là tình hình nó khó. Phúc thì đây nè, nhìn xa xa kia mấy bạn vẫn đang làm nhà. Lấy ghế này luôn hả? Nói sao có nằm, không muốn lấy cái này hả? À, đã hết chỗ luôn rồi, chỗ nằm đi. Vậy thôi, đó tình hình như vậy. Có cái thông tin gì vui hay thì Phúc sẽ chia sẻ mọi người. Mời khô quá, hả máy lạnh á. Vậy nghe bạn khô, uống nước liên tục. Vậy là có không có làm mask, có một cái mask mặt nạ môi á. À, chắc là phải làm. Lấy cái này mà để. Đau lắm con. Được rồi, con chơi đi tí, trả lại bố. Chơi đó tí, trả lại. Nè, lấy cái lớp dưới đây nữa nè. Đó. Các bạn chơi làm nhà chứ ngày xưa mình á, chơi làm nhà rồi lót rồi này kia. Vui, lót gối, lót đồ. Giờ kênh Phúc là có gắn chữ official là HKB Entertainment Official. Với hôm qua là Phúc đã ghép tất cả các cái tập love. Từ tập 1 cho tới tập 8 thành một cái tập full dài 2 tiếng cho mọi người coi đã luôn. Rồi mấy bữa nay trên kênh Facebook của Phúc là MC Dương Hằng Phúc, đó là Phúc có add, có âm và add, có đăng từng tập của Bố ơi mùa 4 ấy, cho mọi người coi lại từ tập 1 cho tới tập 52. Hôm nay là thứ 7 thì chắc sẽ post hết luôn. Cho mọi người coi cho đã, để post vào những cái khác mà Phúc thấy có phim gì hay á, Phúc sẽ share cái link. Đương nhiên là sẽ những cái đường chính thống để mà không bị bản quyền, tại vì mình share những cái link không chính thống bố Facebook cũng bị gỡ. Mà sẽ share cho mọi người coi cho đã. Tại vì không biết là hôm nay là ngày thứ tư thì còn 11 ngày nữa là hết cách ly rồi. Thì có thể mọi người đi tới đi lui đi ra rồi cà phê cà pháo rồi này thì sẽ dễ hơn. Phúc thì sẽ chạy về nhà dọn dẹp, tại vì cái nhà chung cư bên kia là bây giờ đang để trống á, giờ phải về coi là điện nước rồi hút bụi rồi chỉnh sửa này kia thì cũng tới luôn đỡ buồn. Mấy bữa chưa có cách ly toàn quốc thì cũng chạy tới chạy lui được, còn giờ là không có chạy được. Rồi mấy cái xe máy là phải chạy tới thay, theo tới trên đô nhà bao chiếc xe máy thì phải chạy cho cái bình nó ngon lành. Rồi ok, tình hình vậy ha mọi người. Chúc mọi người thật nhiều niềm vui trong ngày cách ly thứ tư. Giữ gìn sức khỏe và nhớ like, share và subscribe H2B Entertainment Official. Và coi, chia sẻ với Phúc nhiều nhiều hơn. Số lượng người đăng ký đang dần dần nhiều rồi đó. Cố lên mọi người, cố lên. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.